Rồi, xin chào toàn thể của chú anh chị đã quay lại trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình trực tiếp đến nhà của anh Hải các bạn ơi. Đây cũng như là nhà của anh Tấn đó các bạn. Trước đây là một ngôi nhà lá ha. Rồi có một mạnh thường quân ở nước ngoài gửi tiền về cho anh Tấn đó cắt cái chuồng gà. Nhưng mà cái nhà lá thì nó hư rồi, lấy cái chuồng gà vô làm cái nhà ở luôn các bạn ơi. Thì hôm nay thì anh em mình cũng đi quyên góp tiền để chữa bệnh cho anh Hải đó quý vị. Nè, em với anh Ngọc nè. Thì chào bà con đi anh Ngọc ơi. Chào bà con cô bác nha. Rồi, thì hôm nay mình xin được nhiêu anh Ngọc? Hôm nay mình xin cũng được 16 triệu 800 ngàn anh. Rồi, chút xíu thì mình vô mình trao cho anh Tấn luôn dạ, hay dạ, anh Ngọc? Dạ. Rồi, mình vô anh Ngọc ơi. Mình vô nhà đi. Rồi. Chào chị. Rồi chào anh Tấn ơi. Rồi con chào bác hai. Chào bác hai. Chào cô. Dạ. Chào anh. Rồi đây mấy em. Dạ dạ dạ. Thì hôm nay em cũng động viên được bà con ở đây cho được ít tiền. Thì hôm nay đem cái sổ xuống đây để sao kê cái số tiền của mấy anh em ở chợ đó gửi tới cho anh Tấn để sử dụng đồng tiền đó để chữa bệnh cho anh Hải đó anh Tấn. Rồi nhà anh Ngọc rồi sao kê anh Ngọc ơi. Đọc hả? Đọc luôn hả? Thôi mình đâu cũng đây, em trao tiền là... thôi, trao tiền với mình quay cái danh sách được rồi. Em chưa đọc nó nhiều dữ lắm. Anh Kiệt cầu bữa nay cũng đi quyên góp được 16 triệu 800 ngàn gửi cho anh Hải chữa bệnh. Rồi anh Tấn nhận giùm em đây. Có đếm lại không anh Tấn? Đếm lại nha. Đếm lại nha. À. Rồi anh cho em xin cái danh sách luôn anh Ngọc. Lật ra luôn. Là cái danh sách của bà con mình. Quay danh sách nghe chứ nhiều quá không có đọc tên đúng, hết đúng được rồi. Bà con ơi. Rồi lật tiếp đi anh Ngọc ơi. Nhiều lắm bà con ơi. Nói ở cái chỗ mấy trăm hộ á. Rồi trong đó thì có chú Phúc ở chủ tịch xã. Đại diện xã Bình Thuận mình đó cũng tặng cho anh Tấn được ít tiền. Anh Hải. Rồi tiếp tục đi anh Ngọc. Rồi tiếp tục đi anh. Còn nhiều mà. Nhiều hộ cho lắm. Cái này là tấm đợt trước mình không có quay, mình chuyển khoản trước cho anh Tửng của anh Hải là lúc còn còn chấp. Danh sách nữa không anh? Không hết rồi. Cái này nó là hết rồi. À. Còn lại cái số danh sách là người ta chuyển tiền đó. Rồi mới mốt anh Thương anh Tửng anh ghi lại rồi mình cũng công bố lên Facebook luôn ha. Ừ. Ok vô đó luôn. Rồi. Số nào chuyển khoản đó, giữ tin nhắn lại. Anh Tấn ơi cho em hỏi là anh ở đây với ai anh Tấn? Ở với mẹ già. Rồi con anh Hải có ở đây luôn không anh? Không, con anh này ở bên dưới, ở nhà dưới. Nó nuôi cha dưới, nó gì với ngoại nữa. Dạ, dạ, dạ. Nó cũng ở đây. Đây ở với mẹ già. Đây là hai đứa cháu hả anh Tấn? Hai đứa cháu, con Út. À. Rồi mình ở ngôi nhà này mưa có giọt không anh? Giọt cũng mấy triệu chứ sao không sao lùng quá mình không thiết kế lên cho cao cao một tí để mà ngày nắng sao nóng sao chịu nổi này tại cái chuồng gà khi ở tạm nở à. Giờ cũng đâu có tiền đâu sửa sang gì đâu. Rồi thường ngày anh Hải về ngủ ở đâu anh Tấn? Anh Hải thì ngủ ở đây nè, ngủ ở đây luôn ha. Đây cái giường này của anh Hải đây nè, giờ nằm viện rồi để là cái giường trống. Quen ở nhà cho bà con mình coi ha. Rồi anh là sao anh? Ở sớm lại thăm Hải này. Dạ. Tổ rồi xin cộng đồng mạng anh em đồ chia sẻ đồ. Anh cũng đi quyên góp ha. Dạ cũng đi quyên góp được cũng được 3 triệu mấy à. Cũng đem lên cho gia đình. Dạ.
để mai đi nữa rồi có được nhiều thì đem lại cho ấy, chứ giờ hoàn cảnh quá trời đặc biệt éo le quá thì quá khổ rồi. Dạ con nhờ chú kể rõ câu chuyện cho cộng đồng mạng mình biết rõ về hoàn cảnh của anh Hải. Hoàn cảnh anh Hải thì ở có mình nên nuôi hai đứa con, thì có được cái nhà không mà không có được cái gì nữa, chứ có chiếc xe chạy xe ôm để nuôi hai đứa cháu. Rồi vợ anh Hải đâu chứ? Anh Hải thì ly dị rồi, anh Hải nuôi hai đứa con. Rồi hàng ngày anh làm gì anh Tấn? Đi kéo thùng kéo kéo này nè. À, cho thuê lo kéo kéo ha. Ai không muốn thì kéo, ai không muốn cho thì con hỏi là hôm nay là ngày kéo kéo của đây nè. Quay vô trong mà không thấy. Quay gì đây được rồi. Dạ cho con hỏi là bữa nay là ngày 28 tháng 8 rồi, coi anh Hải bị tai nạn như vậy là ngày vào ngày nào vào bị tai nạn thì như thế nào? 14 tháng 8. 14 tháng 8. Là anh bữa rồi. Là bị sao ạ? Đường đi về nhà gần tới nhà rồi đường trơn chạp quá rồi té. Mưa đó, mưa gió rồi. Bị người ta đụng hay gì anh? Không có, tại cái dốc cầu. Không, bữa đó anh đi chạy xe về rồi anh mua 2 ly trà sữa cho con anh đó, rồi tới cái dốc cầu bên sông nè. Rồi nó chợt bánh sao không biết kìa, ông té bể đầu. Hải bị chú Hải bị chấn thương như thế nào vậy chú? Chấn thương sọ não rồi, nó cũng nguy kịch, cũng mổ ở phần sau ớt rồi, bây giờ bác sĩ cho hay là mổ thêm một bệ bên phải nữa đó. Mổ lần sau ớt là mình tốn khoảng nhiêu tiền rồi chú? Cũng bạc trăm rồi đó. Lần trước đó ha. À, lần đầu tiên. Lần này mình cũng đang kêu gọi ủng hộ để tiếp tục ha. Gia đình hết khả năng này mới đi kêu gọi anh em ở sớm rồi anh em vòng rồi đó, được như được. Dạ, từ ngày 24 tháng 8 tới nay thì anh Hải còn nằm ở trên bệnh viện ha. Còn hôn mê nằm chưa bất tỉnh, chưa có những vết gì được. Ở chứ. Bệnh viện tỉnh Kiên Giang mình. Ba Kiên Giang á. Dạ. Anh có bảo hiểm gì không chị anh? Không. Không có bảo hiểm luôn hả? Có chỗ nghèo hay có gì không? Chỗ nghèo của anh bị cắt rồi, lúc mà vợ anh bỏ anh là cắt hộ khẩu rồi. Cắt bỏ luôn. À, không có gì hết. Không có gì. Nó cũng có chỗ nghèo. Ủa rồi cái hôm bị té đó rồi anh Hải có tiền không anh? Có tiền trong túi không? Trong góp anh được 1 triệu mấy gì đó. Là tài sản của anh là được có 1 triệu mấy hả? Ừ. Rồi lúc bị té anh Hải là người dân phát hiện con anh đi chơi ở cọc dốc cầu đó đó rồi. Dạ. Nó lội rồi nó la lên chạy lỡ đỡ trà nó lên rồi chuyển đi ngay trong đêm luôn ha. Nó té rồi sao nó không biết gì trơn á, thì nói chung là cái đêm đó là chuyển đi là nhờ bà con ở xóm người ta chuyển người ta đóng góp vô á thì cho anh nhập viện đó, chứ cũng đâu có tiền đâu. Cái hôm đi đó mình đem theo được nhiêu tiền ha anh Tấn? Thì mấy cái người kia người ta trả dòng thiện người vài trăm người triệu rồi vậy đó, rồi ta đóng góp vô cho anh nhập viện. Rồi ví dụ như cái số tiền mà cả trăm triệu đó ở đâu có mà để mổ lần đầu tiên cho anh Hải vậy ha anh Tấn? Hồi lúc đó thì có anh Nhẫn ở trên trảnh anh kêu cho nhập viện, có ông anh ở trên dịch giá đó trên bệnh viện đó, rồi anh nhờ cái anh đó cho vô. Khi nhập viện rồi hổng dài bà con người ta cũng cho đồ ít đó rồi trả. Ủa sao mình không đi mua bảo hiểm cho anh Hải ha anh Tấn? Mua bảo hiểm thì bây giờ cũng không có xài kịp đó, mà bây giờ thì cũng có mua cho ảnh rồi, số tiền người ta cho đó rồi cũng có lấy mua cho ảnh rồi. Mua rồi ha, nhưng mà 1 tháng nữa mới sử dụng được ha. Treo. Thì hôm nay em đến đây em hỏi nhiều đây, ví dụ như bà con nào đó có thấy được cái clip này á thì anh cho em xin cái địa chỉ đi anh Tấn. Ở đây thì ấp Kinh Hai, huyện Vĩnh Thự. Anh có số điện thoại không cho xin, ví dụ như bà con nào mà có lòng mà hảo tâm đó gọi đến anh rồi xin số tài khoản gì đó, anh có thể đọc số điện thoại của mình được không? Số gọi 0337 717 727. Đó là số của anh luôn ha. Rồi bà con nào mà có lòng hảo tâm thì gọi liên hệ số điện thoại đó gặp anh Tấn nha bà con ơi. Anh Tấn là em ruột của anh Hải. Em ruột anh Hải. Dạ. Rồi. Rồi chào anh Tấn ơi. Dạ. Em đến đây thăm anh này cũng hỏi nhiều đó thôi cho bà con mình biết thôi. Cũng chào cô bác nha. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Rồi dạ.